Hello anh chị, em muốn giải thích em làm playlist mới. Playlist mới này em có em làm hai playlist mới, một cái tiếng Anh và một cái tiếng Việt, mà hai cái đều về tập thể dục, exercising. Because trước đây cái YouTube channel của em là về những để giúp cộng đồng người Việt Nam mình. But then 2 năm nay là vì em làm liên tục và 2 năm mà không có để ý đến cái sức khỏe của em để ý là sức khỏe của em đã xuống dốc, cho nên em muốn làm những cái video này tại vì em muốn document cái health, cái journey của em. So em mong là những cái video này cũng em có thể anh chị tập trung với em thì cái sức khỏe của anh chị cũng lên luôn. Những cái video của em dùng tại vì muscle, nếu như mình muốn gain muscle thì mình phải put stress on the muscle. Okay. Em tiếng Việt không rành cho nên em khó giải thích. Nếu như anh chị muốn hiểu thêm và rành tiếng Anh á, thì coi cái video tiếng Anh của em, because em nói tiếng Anh giải thích dễ hơn. But trong những cái videos của em thì em sẽ dùng những cái mini band này. Trong cái bịch này em mua from Amazon 20 đồng, gửi thẳng đến nhà em thì có 6 cái bands. 6 cái bands này có oops, extra light đến extra heavy. Em dùng những cái exercise bands này ở nhà because những cái weights, những cái bands này dễ dùng mà không có nặng, mình khiêng trong cái bịch nhỏ này được. Không cần, doesn't take up a lot of space, and then it's rẻ tiền, only 20 đồng. Mà cái này extra heavy 50 pound, còn cái light là 5 pound. So từ 5 pound đến 50 pound mà trong cái bịch nhỏ xíu này, em có thể, nếu như em đi du lịch em có thể dẫn exercise được. Nếu như em đi làm mà không có khách em dẫn exercise được, or em ngồi ở máy vi tính là em, tại vì em làm ở nhà right, so em ngồi ở máy vi tính and then em dẫn exercise được luôn. So những cái bands này also good compared so với những cái free weights, because free weights nếu như mình khiêng cái weight a dumbbell thì khi mình đẩy lên là cái muscle của mình working, but then khi mình trở xuống lại thì cái gravity đẩy cái weight xuống thì mình không có còn dùng muscle của mình nữa. Nhưng cái này nếu như em dùng cái Xtreme Bands như vậy thì khi em đẩy lên là muscle của em working, but then khi xuống em phải tiếp tục dùng muscle the whole time. So cái muscle của em is constantly engaged, đi lên dẫn working, xuống dẫn working, and then không có đưa muscle của em break, không có cho muscle của em nghỉ. Làm như vậy thì mình burn nhiều calories hơn, mình tập muscle của mình tập works harder the whole time. So những cái videos này em hopefully em mong anh chị thích and anh chị tập trung với em để cho hai bên em và anh chị cô chú khỏe hết. To shut y'all down is what I do. I ain't really about to listen to the doubters, this the truth. They've been thinking that they hate it, man, they want to go and quit, want to do just nothing well. Yo, listen to me, kid, you can do it, you can be so great, that's just what it is. If you put your mind to it, you can really go and hit. Go and hit that target, go and hit that goal. Don't even when it's dark, you can get this soul. Go and hit this target, go and hit this goal. Don't even when it's dark, you can get this soul. Hey, yeah, you can really get it if you want it, but you gotta go and chase. Yeah, every single day, this ain't sweat and tear up on your face, but you don't think I know myself. I don't think I know myself. Cause I won't let my feelings show. I've been so high and I feel so. Now I try to tell myself if I let it in, I let it. Yeah, I had my feelings, yeah, I've been so high and I feel so. But I try to tell myself if I let it in, I let it go. I thought would help, and I don't think I know myself. I'm going crazy, I'm trying to think of someone new, doing things I shouldn't do. I don't think I know myself. I don't think I know myself. Cause I won't let